Kính thưa sư, dạo gần đây con thấy có xu hướng chữa lành bản thân ở trên YouTube được nhiều người lan rộng trên mạng xã hội. Khi con nghe, con nhận thấy có nhiều điểm có vẻ liên quan đến tà kiến, như là trở về với tự ngã của chính mình, hoặc hãy lắng nghe và chiều chuộng những nhu cầu bản thân mình hơn. Thưa sư, yêu bản thân trong đó được nhắc đến trong kinh không, nó có liên hệ gì đến việc ba cách sống: lấy người làm trọng, lấy đời làm trọng, lấy pháp làm trọng không sư? Thì đương nhiên là nó nói theo một cách nào đó thì nó cũng có liên quan đến cái chuyện là lấy mình làm trọng, lấy đời làm trọng hay lấy pháp làm trọng. Nó có cái như thế này nè, là khi mà lắng nghe thì sư thích sửa lại một tí để cho nó phù hợp với chánh pháp. Cái này là sư học ở Đức Thế Tôn chứ không phải là tự sư chế ra. Đó là gì? Có những vị trời á, đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đọc một bài kệ hoặc là một cái luận điểm nào đó, rồi Đức Thế Tôn lặp lại đúng cái câu đó, mà Đức Thế Tôn ngài chỉ sửa chỗ sai thôi. À, và ngài rất là hay. Thì sư cũng bắt chước vậy, tức là cái chuyện mà tự chữa lành bản thân, nếu như chúng ta hiểu mà nó đúng thì tức là chúng ta có thể lắng nghe cái tấm thân tứ đại này để xem nó cần cái gì, và cái nó cần á có hợp pháp hay là không, tức là hợp với kinh và luật hay là không. Ví dụ như bây giờ tấm thân này nó đang đau thì mình xem là nó đau ở đâu. À, nó đang đau ở cái bao tử, rồi như vậy thì mình xem là cái bao tử như vậy nó đau thì nó cần cái gì. À, nó cần uống thuốc thì mình uống thuốc thôi. Hoặc buổi sáng dậy thì nó cũng đau ngay bao tử, rồi mình xem là đau do đâu thì mình thấy là đau do đói bụng. À, thì như vậy nó cần cái gì? À, nó cần ăn. Cần ăn thì mình ăn thôi. Rồi, đó là mình lắng nghe xem cái tấm thân tứ đại này nó cần cái gì. À, rồi khi mà mình cảm thấy mình bức bối, mình bị thiêu đốt, thì lại lắng nghe xem cơ thể này cần cái gì. À, nó cần hưởng dục. Thì mình lúc bấy giờ mình biết là à, cái chuyện hưởng dục này nè, nó không đúng với chánh pháp. Anh cần để anh tồn tại thì được, nhưng anh cần hưởng dục thì nó không đúng với chánh pháp, thì cái đó tôi không nương chiều anh. Giống như mình dạy một đứa con nít vậy nè, cái gì cần đúng thì bao nhiêu mình cũng không tiếc, nhưng cái gì nó không đúng thì một xu một cắc cũng không cho. À, thì đó là cái cách mình lắng nghe cái cơ thể của rồi khi mà mình quay về với chính mình, nếu mà hiểu một cách đúng đắn đó là gì? Hãy quay về nhìn lại trong bốn niệm xứ: thân, thọ, tâm, pháp, xem coi cái gì nó đang diễn ra, nó là thiện hay là bất thiện. Thì như vậy là một phương pháp tự chữa lành. À, không biết Đại Đức Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào về vấn đề này? Đại đức kính thưa quý vị, khi mà đọc qua câu hỏi này nè, là làm sư nhớ đến một câu pháp cú mà sư rất là tâm đắc, đó là câu pháp cú số 157 có nội dung như sau. Thưa quý vị, là Thế Tôn người có nói là nếu biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Thì xin thưa quý vị, cái vấn đề mà gọi là yêu bản thân á, thì là rõ ràng ở đây trong pháp cú Đức Tôn ngài có nói như vậy. Nhưng mà ở đây á, trong chú giải á, có nói điều này: để hiểu được các cái câu mà Thế Tôn ngài nói nếu yêu tự ngã theo đúng tinh thần ngài dạy á, trong chú giải có giảng giải á, như thế nào, thì trong chú giải có nói như vậy: nếu ai biết tự thương và tự giữ mình thì người đó khéo giữ lấy mình. Người ấy khéo giữ mình thế nào, ta nên khéo giữ mình thế ấy. Tức là
giống như có một người cư sĩ suy nghĩ rằng ta sẽ giữ mình cho mình, ta sẽ giữ cho tâm mình bình thản, rồi vào trong căn phòng riêng được thu thúc kỹ lưỡng. Có nghĩa là thu thúc đây mình hiểu là thu thúc một căn thế vậy. Trên tầng thượng của tòa lâu đài, sau khi có đầy đủ sự giữ gìn rồi ở trong đó, hoặc Bạt Đà xuất gia an cư trong động đá được thu thúc kỹ lưỡng bởi các cửa lớn và cửa sổ đều đóng kín đi nữa. Hai người làm như thế thì nghĩa là ở câu này á, là ngoài cái chính xác hơn là cái việc thu thúc một căn như vậy, có nghĩa là mình phải thu thúc một căn, có nghĩa là vấn đề nè, có nghĩa là mình giống như Đức Hạnh Tuệ nói rất là phù hợp với quan điểm này, có nghĩa là quan trọng hơn bản thân mình á, sống đời sống chánh niệm tỉnh giác, rồi mình đi đến những nơi thanh vắng, có nghĩa là để bản thân mình nè, người cư sĩ đi thì mình chọn những nơi mà giống như căn phòng riêng, nhà mình, lâu đài đó, mình an trú vô chánh niệm tỉnh giác, và người xuất gia cũng vậy đó. Mình giống như cho mình cái tiết điểm xứ, quý vị biết, quý vị có ghi rõ đó, quý vị có nắm được đó, là sao, là hãy đến ngôi nhà trống đúng không? Và hãy an trú đó vào thân thọ tâm pháp. Rồi chúng chú gia lại có nói là với tinh thần mà gọi là biết tự yêu thương mình đó, thì người cư sĩ phải giữ tâm bình thản, tùy sức mình mà tạo phước đức như bố thí, trì giới, tu thiền đó, vân vân. Hoặc Bạt xuất gia mà có tinh thần gọi thương mình nha, thương bản thân mình đó, sẽ giúp được Phật dạy, thì phải ráng chú tâm học hỏi các phân sự lớn nhỏ của mình, cả hai người mới đáng gọi là đang bảo vệ mình, hay là gọi là đang thương bản thân mình đó, thương chính mình đó. Như vậy trong ba thời kỳ người thường không thể làm, còn bậc chủng phu hiền trí thì dầu sao cũng tự chăm sóc mình được trong một thời kỳ nào đó. Rồi lại á, chung chú giải lại nói như vậy, chú giải nói cái điều này thứ hai là quan trọng, thưa vị, để mình tránh đi cái việc mà mình hiểu sai về cái gọi là cái mình tự thương yêu bản thân mình. Chú giải có nói là thật vậy, nếu người cư sĩ trong thời thanh niên đã lỡ mãi miết vui chơi, không kiên cần lo làm điều thiện, nếu như trong thời trung niên mất bận nuôi vợ con mà không thể hành thiện, thì đến thời kỳ lão niên cũng phải ráng lo thực hành, được vậy mới là người tự bảo vệ chăm sóc lấy mình đó. Đây là cái lời khuyên của chú giải nha, chứ không phải là của sư à, trong câu cuốn 157 là nếu mình cứ mãi mê chơi thì cái sinh tử luân hồi mình kéo dài thôi. Nhưng ở đây cũng chung chú giải cũng cho lời khuyên là nếu mà mình thời kỳ lão niên đó, mình ráng lo thực hành đó, thì cũng có thể gọi là bảo vệ săn sóc lại chính mình, đúng không? Rồi chung chú giải cũng có cho lời khuyên là như vậy, đối với người xuất gia, ngay cả bậc xuất gia trong thời kỳ đầu tiên lỡ không lo tập dược ôn thuần học thuộc lào pháp hành, lại dễ vui không làm các phần sự của mình, đến thời kỳ giữa phải ráng chuyên cần hành sa môn pháp. Nếu trong thời kỳ giữa đã lỡ dễ vui không lo học kinh luật chú giải, thì đến thời kỳ chót cũng phải lo chuyên cần hành sa môn pháp. Như thế mới là người chăm lo giữ gìn, có nghĩa là yêu thương bản thân mình đó. Còn á, còn ngoài ra hai cái điều trên á, người cư sĩ hoặc người xuất gia là không không làm được như vậy á, tức là nghĩa không có lòng thương mình, thương bản thân mình. Có nghĩa là thương ở đây là không ý thức được sinh tử luân hồi, không có thương được á, không hiểu được mình đó, mình trôi lăn trong sinh tử luân hồi này nè, là mình sẽ khổ lụy, không? Sẽ bị hành hạ, những bị những cái đau đớn đó. Rồi lại nói là về sau người ấy cũng bị lửa phiền não thiêu đốt họ. Cho nên là trước khi kết thúc câu hỏi này á, thì ngoài cái điều mà Đức Hạnh Tuệ á, có khi quý vị á, rất phù hợp với chú giải, thưa quý vị, rất phù hợp với chú giải trong câu chú giải của Pháp Cú một số 157 à, thì cái việc mà mình nói là mình yêu bản thân mình, nó yêu tự ngã đó, mình phải hiểu theo phương diện mà lời Phật dạy, chứ mình đừng có hiểu mình yêu yêu tự ngã với bản thân mình thì mình nó muốn làm mình, rồi mình thỏa sức mình thụ hưởng các ngũ dục công đức, rồi mình tu hứa à, mình hứa là mình thanh niên thở, mình ráng mình chơi, nhưng mà mình hứa là trung niên mình tu, không trung niên rồi mình hứa mình già mình tu, rồi già tới hồi già mình cũng thưa hứa nữa, mình cũng không ráng chuyên cần tu, thì cái đó là không đúng lời Phật dạy. Dạ, cũng xin kết thúc và trả lời câu hỏi này. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.